tôi sẽ đi qua phần technology như vậy, chúng ta sẽ sang phần marketer. Có lẽ ở trong này thì có rất là nhiều marketer. Thì tôi cũng có khoảng 8 cái ngành đã đi qua, cũng như là 5 cái scope công việc. Thì chắc là tôi sẽ đưa các bạn vào phần marketer. Thì marketer cần làm gì trong nền kinh tế số? Đầu tiên chúng ta sẽ biết đến đó là e-commerce. E-commerce thì có gì? Chúng ta sẽ ghé qua một chút để nhìn được về tốc độ tăng trưởng của e-commerce toàn cầu. Thì ở đây là một số những con số ấn tượng về được tính trên đô la Mỹ nha. Tôi tạm cũng không đọc tên. Chúng ta sẽ nhìn một cái, ở đây tôi có đóng khung màu đỏ cho tốc độ tăng trưởng của các năm từ 2019 đến 2021. Đó là 10% mỗi năm cho doanh thu của toàn cầu về thương mại điện tử. Tức là thương mại điện tử đang thực sự thay đổi chúng ta của việc trước Covid và sau Covid. Thì khi mà Covid xảy đến thì thương mại điện tử càng phát triển. Tất nhiên tôi thì mong sớm chấm dứt Covid, chứ tiếp tục Covid thì con béo nuôi con gầy mãi thì cũng hơi vất vả. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thứ rất thay đổi, đó là fashion. Thì nói về fashion chúng ta sẽ biết đến gọi là fast fashion, tức là thời trang nhanh. Thời trang nhanh là gì? Thời trang nhanh là tôi sẽ mặc một bộ quần áo có khả năng thích nghi cho cả việc tôi đến gặp đối tác, lẫn cả tôi đi làm hàng ngày là casual đó, cho cả việc tôi đi chơi buổi tối với vợ hay là cuối tuần đi chơi với gia đình. Thì fast fashion là một cái thứ rất rất là thú vị mà chúng ta cũng chứng kiến có rất nhiều local brand nổi. Ví dụ như là Coolmate vừa rồi lên Shark Tank rất nice, 350.000 là tôi có thể mua một cái áo đi kèm đôi tất rồi. Bạn ấy phát triển rất rất nhanh. Thì fast fashion là một thứ mà chúng ta đã nhìn thấy ở Việt Nam về Coolmate. Thì fashion là một trong những cái last segment lớn ở thị trường e-commerce. Đây là một cái dấu hiệu rất rất hay cho phép chúng ta có thể nhìn thấy được. Thì tôi có kẻ một cái đường màu đỏ cho các bạn nhìn thấy về tốc độ tăng trưởng của fashion. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nói về bán lẻ là mọi người tập trung rất rất nhiều vào thời trang. Thì nói về các cái cây thời trang này, tôi quan sát có rất nhiều bạn hay. Thì khi tôi quan sát về thời trang nữ, tôi thấy có một bạn là tên là Lép. Bạn Lép này, bạn ấy mở hẳn ra một cái group cho phép mọi người có thể trao đổi đồ. Thì nó hoàn toàn dựa trên cái insight của tiêu dùng của phụ nữ. Đây là họ có rất rất nhiều đồ mà thậm chí họ mua về vẫn còn nguyên tem mác mà chưa từng mặc. Vì phụ nữ mua hàng bởi cảm xúc. Tôi thấy mọi người mua hàng của Lép xong đi lên trao đổi đồ rất rất là thú vị. Mà tôi chưa thấy có một ai làm được đối với ngành hàng tiêu dùng nam hết ạ. Thì đây là một cái thứ mà insight của phụ nữ. Vì phụ nữ họ mua hàng một năm, chu kỳ tiêu dùng của họ là một tháng, 30 ngày họ phải mua một cái gì đấy rồi. Còn nam giới thì một năm mua thời trang chắc được 4 đến 5 lần. Bởi vì đa phần tôi thấy là anh em con trai chúng ta là rất là đơn giản. Cứ áo thun có cổ, quần jean, đi giày sneaker là xong rồi. Rất là đơn giản. Còn nếu mà cầu kỳ hơn một chút thì một số những bạn mà hay phải tiếp khách thì bạn ấy có thể là formal hơn. Thì cũng quay trở lại, cũng lại chỉ có một số những cái local brand như là May 10 rồi Owen rồi một số những cái nhãn hàng về tiêu dùng như là Torano, đồ rất là fancy, rất là đơn giản, nói chung là mặc rất là nhanh. Cầu kỳ hơn chút thì có những cái bạn sucker như là một số những bạn về thời trang như là cái bài của anh Tuấn mới chia sẻ về ông chú polo á. Thì ông chú đấy có một cái phong cách ăn mặc rất rất hay, rất là trẻ, rất là thú vị và phong cách ăn mặc rất dễ. Thì chúng ta cũng thấy được rất là nhiều cây về quần áo thì đó là về fashion. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đó là về electric và media, đó là về điện tử và truyền thông. Bạn thấy có sự thay đổi. Rồi ví dụ như ngành hàng về food và personal care cũng thấy có tăng trưởng. Tuy nhiên tăng trưởng nhìn thấy ở đây thì chưa nhiều. Rồi thì sau khi chúng ta xem về fashion, chúng ta sẽ qua về người tiêu dùng điện tử, người tiêu dùng kết nối đó. Ở đây thì tôi có đóng khung một cái màu đỏ của fashion và electric media, là nó breakdown lại của cái phần bên trên bạn vừa các bạn vừa nhìn thấy biểu đồ đấy, được chia thành các cái danh mục rất cụ thể. Ví dụ như là mua sách bây giờ là lên Tiki, nghe nhạc thì dùng Spotify, chơi game thì có Facebook Gaming, rồi consumer electric là mua các thiết bị tiêu dùng điện tử, rồi apparel là về đồ thời trang, rồi best accessory là đồ phụ kiện, rồi footwear đồ quần áo. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là về cái phía ngoài cùng là furniture và là những cái đồ trong gia đình đấy, là cũng có một cái tăng trưởng nhạt hơn.
thì chúng ta sẽ đến với digital media. Thì tôi cũng đã lược bỏ đi rất là nhiều những cái thông tin rồi. E-commerce thì còn rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể khám phá. Trong digital media thì tôi muốn tiếp cận từ video game. Video game là một thứ rất thay đổi, và bây giờ là tất cả mọi thứ đều là mobile game. Nếu bạn nào trong này có làm về ngành ngành game ấy, thì các bạn biết rằng mobile game thực sự rất challenge đối với chúng ta trong việc làm về mobile marketing khác rất nhiều so với desktop nha, khác rất nhiều so với những ngành hàng khác nha. Trong các cái ngành mà spend tiền quảng cáo nhiều toàn cầu á, thì chúng ta phải kể đến là e-commerce, chúng ta phải kể đến là game. Đó là những cái thứ mà rất là điển hình. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn từ 2017 đến 2025, video game có một cái mức tăng trưởng không nhiều, nhưng mà là một cái chiếm một cái thị phần lớn nhất. Sau đó đến video on demand. Video on demand là ví dụ như bạn lên Netflix được gọi là video on demand. E-publishing là bạn đi mua những cái e-book ở trên Amazon, hay là digital music là bạn nghe nhạc ở trên SoundCloud, nghe nhạc ở trên Spotify. Rồi, chúng ta sẽ ghé qua về digital advertising. Có lẽ đây là một cái chủ đề mà mọi người rất là quan tâm. Cá nhân tôi cũng rất là quan tâm đến digital advertising, vì nó là một trong những cái ngành key của tôi mà. Chúng ta sẽ ghé qua một chút về revenue được chia theo các cái loại quảng cáo nhé. Dùng từ rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta có search này. Thứ hai chúng ta có social này. Thứ ba chúng ta có về banner này. Thứ tư chúng ta có về video này. Và thứ năm chúng ta có classifieds là những cái ngành, những cái thứ mà nhỏ hơn. Ví dụ như là native. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy tốc độ tăng trưởng của search. Khi mà search càng phát triển hơn á, và công nghệ càng phát triển hơn á, thì search sẽ càng phát triển hơn. Điển hình á, thì ở Việt Nam tôi chưa thấy nhiều lắm, nhưng mà các bạn nước ngoài thì nó rất điển hình. Đó là việc mà tôi tìm search. Nếu các bạn đi Grab á, các bạn sẽ thấy là một số những bác tài bây giờ là đều hoàn toàn sử dụng voice search hết à. Voice search là một cái thứ rất rất là tiện lợi. Bố mẹ tôi ở nhà cũng dùng voice search. Hôm qua tôi cũng mới phải vẽ một cái mockup điều khiển hướng dẫn cho mẹ tôi là mẹ phải ấn vào cái điều khiển này để bật nó lên thì mẹ mới nói cái voice này được. Sau đó ấn vào cái điều khiển này để bật cái đầu kỹ thuật số kia để tìm kênh. Đó là những cái thứ mà tôi bắt đầu thấy là search voice bắt đầu phát triển hơn. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy search ở đây là trong khoảng 2000, dự báo là 2023 đến 2025 á, là search không có tăng trưởng nhiều nữa. Thế nhưng từ khoảng 2020 đến 2021 á, thì các bạn sẽ thấy là search tăng trưởng rất nhanh và rõ hơn. Thì sau khi nói về search á, thì các bạn sẽ biết rằng social media là thứ phát triển thứ hai. Về cái số tiền mà bạn đang attribute cho một cái kế hoạch chạy quảng cáo ấy, thì bạn sẽ luôn phải nhớ nhá, đừng chủ quan. Đó là nếu bạn cho 7 đồng vào Facebook thì bạn hãy nhớ dành thêm 3 đồng mua ở tìm kiếm. Bởi vì phần lớn nếu bạn chỉ mua quảng cáo trên Facebook ấy, thì Facebook là social media hoạt động hoàn toàn dựa trên interest và behavior của người dùng. Tức là bạn đang tiếp cận với tôi ở cái tầng là cái tầng hành vi. Hành vi đó không có nghĩa là tôi có cái nhu cầu đó. Một người rất quan tâm về các cái vấn đề liên quan đến ô tô không có nghĩa là họ có khả năng tìm kiếm mua ô tô. Vì thế nếu bạn là một đơn vị bán ô tô thì bạn hãy nhớ là nếu bạn chạy video ở trên Facebook thì hãy mua thêm cả search. Bởi vì khi tôi di chuyển ra search, tôi search mà bạn chỉ xây dựng nhận thức ở trên Facebook ấy, thì lúc này những cái đơn vị chỉ tập trung vào search, họ sẽ đón được cái khách hàng ở đây và họ họ không mất tiền để xây dựng nhận thức của người tiêu dùng nữa. Vì thế nên kênh search là một kênh luôn luôn ổn. Tại sao lại luôn luôn ổn? Thứ nhất, khi phân tích về search chúng ta sẽ thấy search có hai loại. Một là search engine marketing là SEM, hai là search SEO là search engine optimize. Search engine optimize là chỉ optimize về truy vấn tìm kiếm làm sao để index được nhiều nhất nội dung. Còn search engine marketing là tôi áp dụng cả chiến thuật trả tiền. Thì có rất là nhiều bạn bơm rất nhiều nhiều tiền cho Facebook nhưng lại không làm kênh search một chút nào cả, là bị đối thủ vợt mất. Thì có một anh ấy là anh Chu Đinh Dâu, tôi không nhớ tên lắm, nhưng mà anh ấy nói về một cái ví dụ tôi thấy rất là hay. Đấy là nó giống như bạn chơi bạn bạn đi đánh trận đấy, đánh trận cho nó dễ. Đấy là pháo binh và bộ binh và phải có trinh sát. Thì trinh sát sẽ đi trước để căn cái hướng của pháo binh sẽ rót pháo vào. Thì nó giống như việc là
pháo binh á, thì sẽ giống như là bạn bạn search là bạn bạn phải bắt được đúng cái keyword, cái search engine, cái search keyword, search query mà người dùng họ tìm. Còn trinh sát ấy, là bạn bắt đầu bạn đi gieo mầm, bạn đi bạn bạn seeding, bạn đi bạn bạn làm những cái về nhận thức để hút người ta ra, để người ta đi ra search lại ở Google. Thì giữa search và social ấy, mà các bạn nên sử dụng nó thì các bạn sẽ đảm bảo được cái business của mình chạy ổn định hơn trong vấn đề về trả tiền quảng cáo. Ngoài ra thì có một cái nữa, đó là về banner advertising. Thì banner advertising vẫn là một cái loại quảng cáo rất hiệu quả mà tôi thấy mọi người sau này là không còn sử dụng nhiều nữa. Tất nhiên ở nước ngoài thì nó vẫn thể hiện rõ. Một số những bạn mà tôi nhìn thấy là bạn ấy vẫn sử dụng phần banner advertising rất tốt. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy nhá, bất động sản là một ngành rất điển hình. Chủ đầu tư sẽ bơm một lượng lớn banner và PR article ở trên các cái hệ thống tin tức của S-Micro, VnExpress. Sau đó các cái sàn họ sẽ sử dụng social media để talk đến khách hàng, và các cái sàn họ lại tiếp tục sử dụng cả search để cạnh tranh với nhau để đón người dùng. Thế thì chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái ngành, đó là ngành ngành bất động sản, là họ sử dụng cả ba cái loại hình thức quảng cáo này. Và nếu bạn là Vin thì chắc chắn là bạn sẽ có thêm video advertising. Thì video á, lại có một cái thứ rất hay, đấy là đối với những bạn mà có các cái nhóm khách hàng mà các bạn nghiên cứu kỹ á, các bạn sẽ thấy là thực ra á, thì YouTube mới là cái nơi mà bạn ở lại lâu nhất chứ không phải là Facebook. Và nếu là YouTube thì bạn có thể chạy những cái quảng cáo video in stream chèn vào luồng xem, bắt họ phải nhớ một cái từ khóa nào đó. Đó là khi mà tôi xem YouTube là tôi thường xuyên thấy anh Huỳnh Lập chạy quảng cáo Grab không đồng, rất là vui, rất là nai, âm thanh rất là thú vị, hình ảnh rất là buồn cười, nó làm cho tôi không muốn skip. Thì tất nhiên YouTube cũng có rất là nhiều những cái loại quảng cáo video mà bạn có thể sử dụng để ghim vào đầu khách hàng một cái nhận thức nào đó, và bên trong luồng xem của YouTube bạn cũng có thể chạy banner. Đó là những cái thứ mà chúng ta có thể khám phá thêm. Ok, nói về quảng cáo thì vô vàn cách kết hợp giữa các cái loại media channel và các cái media touchpoint khác nhau. Chúng ta sẽ qua xem thêm một chút nữa về digital advertising, đấy là key player trong này là ai. Ok, thì tôi có vẽ hai cái khung đỏ ở phía ngoài cùng bên trái màn hình là agency và trade index. Bên phải là publisher, và tôi có hai cái mũi tên. Agency sẽ thực hiện các cái chiến dịch thông qua DSP, các DSP nối với các ad network và exchange với nhau và liên kết với những cái SSP để đặt quảng cáo vào hệ thống publisher. Publisher sẽ bán những cái inventory của mình lên hệ thống SSP. SSP là viết tắt của supply side platform, được đấu giá qua real time bidding, đặt vào trong hệ thống ad network, đấu nối với các hệ thống ad network khác để cho phép đưa vào trong các DSP để agency mua. Thì chúng ta sẽ thấy nha, phần bên trái phần lớn chúng ta sẽ nhìn thấy đây là những cái tên rất quen thuộc, ví dụ như Havas, như Dentsu, như là WPP, như là Group M, rồi Sasi. Bên phải chúng ta sẽ thấy publisher bao gồm Google, Bing, Baidu, rồi Naver, rồi Yandex, rồi Facebook, rồi Instagram. Thì các bạn sẽ hiểu rằng để agency thực hiện một cái chiến dịch cho một khách hàng lớn, họ không thể đi lên hệ thống Google Ads để mua từng chiến dịch nhỏ được. Đấy là một cái vấn đề đầu tiên. Thì nó sinh ra những cái DSP cho phép các bạn thực hiện mua những cái khối lượng chiến dịch hiển thị lớn. Kiểu như sau, việc bạn chạy trên cao tốc xa lộ Hà Nội, các bạn sẽ có thể đi được với tốc độ 100 km một giờ. Nhưng nếu các bạn đi ở trong đường nhỏ hơn như là đường Điện Biên Phủ, các bạn chỉ chạy được 50 km một giờ thôi. Thì 50 km một giờ đường Điện Biên Phủ được thể hiện như là bạn mua quảng cáo trên Google Ads. Còn DSP là bạn chạy ở đường cao tốc, cho phép bạn chạy tốc độ cao hơn, có nhiều làn xe hơn, thì như vậy là DSP. Còn đối với một cái challenge của publisher ấy, đó là họ bán các cái inventory lên hệ thống SSP và bidding nó để cho phép các cái nhà quảng cáo, các cái đơn vị quảng cáo có thể mua vào. Thì đây là cách hoạt động đơn giản nhất mà chúng ta nhìn thấy. Nếu như bạn nào làm publisher sẽ không lạ gì hệ thống S-Server của Google Ads Manager có một cái tên trước đây là DFP, là Double Click for Publisher, là một hệ thống cho phép bạn quản lý tất cả các zone quảng cáo ở trên một trang web, và bạn có thể bán nó lên trên hệ thống quảng cáo Google. Và nếu bạn vào Google Ads, bạn có thể tìm đến một cái trang nào đó, mua chính xác một cái category nào đó của cái trang tin đó thông qua hệ thống Google Ads. Thì
đây là một bức tranh điển hình của cách mà hệ thống quảng cáo vận hành. Đây là những cái key player thì chúng ta sẽ có về những cái bạn agency top, rồi có những cái bạn publisher, có hệ thống DSP, hệ thống SSP. Ok, chúng ta sẽ ghé qua e-service. Ở trong này tôi sẽ tập trung vào một số ngành thôi, tôi sẽ không nói hết các ngành được vì nó vì digital business nó rất rộng. Thì e-service là gì? Thì chúng ta sẽ đến khám phá về e-service. Đầu tiên chúng ta sẽ cũng lại đi từ bức tranh tổng quan e-service bao gồm những cái category nào. Thì e-service ở đây có 4 loại. Loại đầu tiên là online food delivery. Loại thứ hai là event ticket. Loại thứ ba là fitness. Loại thứ tư là dating. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nha, phần lớn thị phần sẽ nằm ở online food delivery. Tức là cái việc mà bạn đang mua đồ ăn, gọi đồ ăn ở trên Now, trên Grab, trên Beans, là tất cả những cái phần này đều là nằm trong cái industry về e-service. E-service là một cái thứ rất mới. Trước đây thì ở một số những năm trước thì tổ chức Citadina này họ đánh giá rằng e-service là bao gồm cả việc là bạn book xe, nhưng sau này nó sẽ đã tách thẳng ra rồi, nó ghi vào transporter là bạn book xe là transporter, Uber là transporter, thì tôi tạm không nói đến nó ở trong cái buổi này. Ok, nói về e-service thì chúng ta lại biết rằng trong e-service lại chia thành hai cuộc chiến. Tôi tạm không nói về event ticket hay là fitness hay là dating nhá. Tôi sẽ nói về hai cái thứ lớn nhất mà phần tiếp theo của thị trường Việt Nam sẽ thay đổi. Đầu tiên đó là platform consumer. Thứ hai là restaurant. Đó là cuộc chiến của rất nhiều các cái thương hiệu mà bán đồ ăn, họ nhảy vào cuộc chơi, họ bắt đầu tự dựng nền tảng, tự suýt người dùng, tự serving người dùng, tự acquisition, tự retention. Họ không hoàn toàn all in vào các cái platform nữa, bởi vì phần lớn việc bạn bị mất 25% trên mỗi một giao dịch là một cái problem trong kinh doanh. Tất nhiên, trong nền kinh tế số và nền kinh tế chia sẻ bây giờ thì việc chia sẻ doanh thu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu như tôi tự vận hành nó thì tôi chỉ mất 5 đến 10% thôi. Vì thế nên các cái restaurant họ bắt đầu nhảy vào cuộc chơi là tự họ delivery đến khách hàng. Tất nhiên ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng những cái đơn vị này họ vẫn còn chưa được đồng bộ lắm, họ vẫn còn thiếu về con người, họ vẫn còn thiếu về vận hành. Thì chúng ta sẽ thấy rằng phần tiếp theo ở Việt Nam, các cái restaurant họ sẽ nhảy vào cái cuộc chơi này nhiều hơn, và có thể người dùng sẽ là người được lợi khi bạn mua hàng qua restaurant trực tiếp delivery, bạn sẽ rẻ hơn là bạn mua qua platform. Vì mua qua platform bạn bị mất 3 loại phí. Phí thứ nhất đó là phí bidding. Ở thời điểm cao điểm tôi sẽ thu bạn một đơn giá vận chuyển cao hơn. Thứ hai, một số giá bán của tôi niêm yết trên platform cao hơn so với giá tôi bán direct ở trên Facebook. Thứ ba, đó là ở một số thời điểm thì bạn không gọi được người ship nên bạn chấp nhận đi qua một số những nền tảng khác thì người ship lúc này sẽ thu bạn tiền hơn. Vì thế nên platform delivery sẽ phải đối diện với việc những restaurant họ cũng bắt đầu dựng kênh phân phối, họ tự vận hành cái việc này. Ok, đây là về e-service. Chúng ta sẽ ghé qua một chút nữa về software. Đối với software thì tôi cũng đóng một cái khung. Cái khung thứ nhất đó là productivity software. Thứ hai là application develop software. Tại sao tôi đóng hai cái khung này? Bởi vì phần bên trái là những cái công nghệ cao cấp. Ví dụ như là BI, là Business Intelligence. Phần này thì chúng ta biết đến là A1 là một đơn vị cung cấp về BI. Tất nhiên A1 sẽ cung cấp BI ở mức là BI mini. Một số những cái nền tảng BI chuyên nghiệp như là Power BI hay là Tableau hay là Qlix thì nó đòi hỏi bạn phải có nhiều hiểu biết hơn. Bạn phải biết viết truy vấn, phải biết relationship table, biết rất nhiều thứ. Rồi ERP thì chúng ta sẽ biết đến là có những cái cuộc chơi của các bạn như là Odoo. Rồi CM thì cho biết đến là có những bạn như là Salesforce, một số những cái Azure Enterprise khác nữa về quản trị doanh nghiệp. Rồi chúng ta sẽ biết đến ở phía ngoài cùng nha, tôi đang sử dụng ClickUp. Thì tôi chưa thấy một bạn nào là productivity tool mà gọi được 100 triệu đô ở Series B như ClickUp. Và khi tôi đi vào ClickUp tôi dùng thì tôi phải trầm trồ luôn. Là tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Cùng một dự án nhưng tôi có thể nhìn theo nhiều view. Và với mỗi một bộ phận thì tôi lại có thể giao một cái view khác nhau, nhưng tất cả đều nhìn chung một cái dự án. Đó là một điều rất là hay. Và thứ hai nữa đó là application develop, là thị phần về việc phát triển các nền tảng công nghệ. Ok, đây là về software. Chúng ta ghé qua một chút để biết là thế giới nó có những cái gì, và Việt Nam cũng như vậy. Ok, vậy là tôi đã
xong cái phần trình bày hôm nay. Chắc là tôi sẽ dừng màn hình nha. Ok, chúng ta sẽ ghé qua về thảo luận đi. À, mọi người nghe rõ không ạ?